Buồn như con chuồn chuồn. Hôm nay tôi vừa phải đi qua bốn cái bưu điện để kể về cái quá trình, cái hành trình đi đòi công lý, anh nhầm, đi đòi mã pin của anh Google gửi hả? Đói bụng quá, tới bữa rồi. Đây, suất ăn của người giảm cân chỉ có rau và rau và rau. Rau muống luộc, chấm nước tương, chanh, tỏi, ớt, chua chua, mặn mặn, cay cay, ngọt ngọt. Và nước rau muống vắt chanh, bao ngon. Nhưng cũng không quên kèm thêm một tảng chả cá. Một tảng mới chịu, miếng không chịu đâu. Một tảng mới chịu. Đâu, thử coi sao nào. Rau muống luộc, chấm nước tương, chanh đường tiêu, chanh đường tỏi ớt. Vậy thôi. Người ta thường nói á, ai ơi đừng lấy Bắc Kỳ, nó ăn rau muống nó lì như trâu. Mình thấy nhiều người đi nhà hàng á, cũng phải gọi món rau muống ở nhà 10.000 một nồi, vô nhà hàng gọi rau muống ăn mấy chục ngàn một dĩa. Mình mà đi nhà hàng mình không bao giờ mình kêu những cái món ở nhà mình có thể có nha, mình đi nhà hàng là mình phải ăn những cái món ở nhà không có thì mới kêu đi ra nhà hàng ăn cho nó bỏ ăn. Nghĩ sao đi ra nhà hàng kêu rau muống luộc, rau muống xào tỏi, gì đậu hũ chiên, rồi ở nhà hả 10.000 ngập mặt ăn ăn đi vô trỏng tự nhiên mấy chục ngàn dĩa. Đi vô nhà hàng là phải ăn những cái món độc lạ, cái món mà ở nhà mình ngày thường không có thì mình mới ăn. Còn đi vô nhà hàng mà đi kêu rau muống, thôi, rau muống đậu hũ nữa chứ. Mấy món đó ở nhà làm được, để ở nhà ăn cho ngon. Nó cay. Có một trái ớt à, mà tôi đâm một phát thôi à, tôi đâm ớt tôi đâm một phát thôi mà nó cay vậy đó, mà nếu mà đâm nát ra cay dữ nữa. Khuyến mãi thêm cục chả, chả cá. Ăn phải có cái này nó mới no, còn ăn rau không nó mau đói lắm. Để kể chuyện sáng nay cho nghe. Sáng bữa giờ mình gửi mã pin từ hồi mùng 6 tháng 5, hôm nay cũng tháng rưỡi rồi mà không có thấy nó gửi về. Cuối cùng mình mới quyết tâm mình đi gặp các bưu điện. Nào giờ có biết cái bưu điện nó nằm đâu, tra trên Google á, cứ bưu cục Viettel á là bên hết, mà phải tìm là cái bưu điện của thành phố kìa, chứ còn mấy cái Viettel là không phải đâu. Mà đã vậy cái bưu điện này nằm ngay dưới cái chân cầu vượt, đi mấy vòng luôn tìm mãi mới ra. Đi vô đó xong có một cái vụ này vui, lúc mà đi ra lấy xe, lúc mình vô như có hai chiếc xe, xong rồi lúc mình đi ra cũng có còn hơn chiếc xe mình thôi. Tức là cái mật độ giữ xe nó rất là vắng, tội cái anh trong xe ngồi cả ngày đó có xe nào đâu. Thành ra ở bưu điện nó vẫn thu tiền giữ xe 3.000 một chiếc. Thì mình ra mình thấy ổng đang lầu bầu, mình hỏi có chuyện gì. Ổng chỉ vô bên trong, ổng nói cái thằng cha đó nó tiếc 3.000 gửi xe, nó không chịu để tôi giữ, nó dựng cái xe qua bên kia, nó đẩy cái xe qua bên kia, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái khuôn viên, cái dây mà cái bãi dưới xe nó giăng ra, tức là vẫn nằm trong cái khuôn viên cái dây nó giăng. Ổng không có cho giữ, ổng nó cứ quăng ở đó coi, ổng kệ ổng.
cái mà thực ra vẫn đang nằm trong bãi dưới xe của người ta, mà người ta ngồi đó nữa mà lại không không chịu trả 3.000, tiếc 3.000. Tôi nhìn cái lưng thì tướng tá to cao người cũng trung niên rồi, đi xe Airblade 3.000 giữ xe không trả nổi, đẩy shit ra ngoài kia để đi vô giao dịch xong đi ra để tiết kiệm được 3.000 giữ xe. Mới xuống mới nói cái thằng giữ xe lần sau kêu đồng bọn đến hốt đi. Một là kêu đến hốt cho nó biết cái giá trị xe của nó có 3.000, cái thứ hai đó, còn đậu trên đất của người ta, trên cái vỉa hè của người ta giăng dây mà không trả tiền, đâu ngang ngược vậy, còn muốn dựng hẳn chỗ khác cách xa vài cây số rồi đi tới hoặc qua nhà bên cạnh mà để. Trong khi tôi vui vẻ móc tiền ra đưa, mà sáng nay tôi đi bốn cái bưu điện mà đâu có đi vô, hỏi cái đi ra, hỏi cái đi ra là tốn tiền gửi xe đó, mình đâu có than gì đâu, có người giữ xe cho mình là may rồi, có người giữ xe cho là may rồi. Bây giờ mình đi tới đó mà không qua giữ xe mình có yên tâm đi vô không? Cái giá xe đó nó không mắc, chừng nào mà người ta giữ chặt chém mười mấy 20.000 á, thì mình mới mới thấy nó quá, còn mấy ngàn bạc thì cái chuyện nó cũng hớn là gì. Người ta ngồi đó cả ngày giăng nắng dứt bụi 3.000 gửi xe mà đàn ông thì thấy mắc cười đó, đàn ông không phải lúc nào cũng sang hơn đàn bà đâu nhá. Ngày sáng đó tôi mới đi theo đi mới đi vô cái bưu điện, mà bưu điện phường thì nó là cấp xã đó, để tôi hỏi thì đi vô phường á nó lại chỉ lên trên quận, tức là tương đương với huyện đó. Nó nói là thư nước ngoài về thì nó nằm ở trên kia, chứ ở đây nó chỉ là nhận gửi đi và gửi tiền thôi, chứ nó không có quản lý cái này đó. Thành ra nếu mà mình lấy cái mã code của cái xã thì cũng không đúng, xã phường thì cũng không đúng đó. Mà tôi thấy mấy ông bưu điện nhưng nó không biết gì trơn á, thế tôi mới đi lên bưu điện quận á, là tương đương với bưu điện huyện á, huyện á, vô vô tôi trình bày. Nó nói cái này giờ không biết, nó phải có mã bên kia gửi qua cho mình thì nó mới kiểm tra được, chứ bây giờ như vậy nó không biết. Ừ, tất nhiên là không kiểm tra được, nhưng mà mình muốn hỏi là mình gửi như vậy mà tại sao nó không về, hỏi là cái mã zip code như vậy nó có ảnh hưởng gì không, có bắt buộc phải ghi cái mã zip code như thế nào để nó về tới bưu điện của mình, thì bản thân mấy con bưu điện nó còn không biết nữa. Nó nói ghi 70.000, mã bưu điện của Việt Nam là 70.000, nói vậy đó. Nó người ta vẫn gửi về, rồi lúc ngoài về người ta vẫn ghi 70.000 như vậy thôi đó. Xong cái ra tôi hỏi cái thằng bưu tá, bưu tá nó nói là thường là nó sẽ ưu tiên phát cho công ty, và những cái thơ mà nó có điện thoại thì nó gọi, còn không thì thường thường nó đến nó gặp thì nó quăng địa chỉ gì đó. Nhưng mà thực ra mình khẳng định là nó không có gửi cho nhà mình, như thế nào trước giờ mình nhận đồ mua hàng hay này kia, cái đó là đội ngũ giao hàng của Viettel với lại một cái đội ngũ shipper, nó không có liên quan gì tới đội ngũ của bưu tá bưu điện cả. Thành ra bọn Viettel á, nó giao hàng đúng cái địa chỉ của mình, nhưng mà cái bọn bưu tá có thể nó không biết, tại vì mình đâu có nhận thơ thường đâu, mình chỉ nhận hàng thôi. Mà nhận hàng thì những cái người bán hàng người ta sẽ liên kết với bên mấy cái shipper kia, thì như Viettel vậy đó. Đó, thành ra là cũng lâu đó, hoặc là mình cái hóa đơn điện thoại này kia nó đâu không có file nào của bưu điện giao, cho nên cái thằng bưu điện đó, nó đâu có giao thơ cho mình đâu. Mình ra hồi sáng tôi ra tôi cũng lu bu quá, tôi quên, tại vì cũng đang gấp giải quyết cho xong cái vụ này, chứ tôi quên tôi gửi cho mình lá thư xem nó đi về kiểu gì. Mà mình gửi ngay địa bàn của mình thì cũng khó kiểm chứng lắm, nó phải là một cái địa bàn nào đó ở tỉnh khác hoặc là ở nước khác gửi những cái chuẩn. Còn mình đứng ngay tại quận của mình gửi cho mình thì cái chuyện đó nó dễ rồi. Không, hỏi nó thì nó nói như vậy đó, ý nó giống như kiểu như nó không mặn mà giao mấy cái thơ này lắm,
thử nó cũng chưa bao giờ thấy cái bìa thơ đó, chụp hình tôi đưa cho nó coi, cái nó nói mấy cái thơ này quan trọng lắm, lần sau có nhớ giao phát giùm. Cái đó là cái địa chỉ mà trên chứng minh nhân dân á, tôi về cái quận trên chứng minh nhân dân á để tôi hỏi, thì tôi cũng không có nhu cầu lấy cái điện thoại của cái thằng bưu tá đó, tại vì mai mốt mình gửi lại lần hai mình khai địa chỉ khác. Hỏi hỏi để yên tâm, biết là không có rồi, không có chạy lên cái điện cái nơi bưu bưu điện mà của cái nơi đang ở, của cái địa chỉ đang ở á. Giờ hỏi nó, nói rằng nó chỉ qua cái chỗ khu mà bưu cục phát, nó đi ra đằng sau đó hỏi, thì ra ra đằng sau hỏi họ cũng nói cho qua chuyện, nhưng họ không có thời gian tiếp mình, xong cái mới xin thôi vậy cho xin cái số điện thoại của cái bưu tá phụ trách ở cái phường này đi, cái ấp này đi. Xong nó cho mình cũng không muốn làm phiền họ nữa, cái mình đi ra ngoài cửa mình còn cẩn thận mình đưa cho một cái bưu tá khác hỏi, này phải của anh này không, số này của anh này đúng không, và không biết khi nào gọi thì tiện, tại vì sợ họ đi giao hàng á cũng không không có dám làm phiền. Cái ông mới nói à cái cậu này là đang đi khám bệnh, khoảng trưa trưa chắc sắp xong rồi đó, trưa trưa gọi thì được đó, cái mình chắc bẩm là đúng rồi, cái mình đi về, mình đi về mình canh tới trưa trưa mình gọi điện. Lúc mình ra đó là khoảng 8 giờ rưỡi, khoảng 10 rưỡi mình canh mình gọi, mình về mình ép cái số đó vô máy của mình á, thì nó báo qua Zalo là anh này có xài Zalo, thì không phải là anh mà hiện lên một cái mặt cô gái rất là xinh đẹp. Mình cũng nghĩ bụng của bưu tá mà sao lại có là nữ, nhưng mà tạm qua mình mới coi một cái clip của cái bạn kia ở dưới tỉnh á thì có một chị bưu tá, cho nên chuyện đó cũng có thể xảy ra. Nhưng mà cái cách cái hình đó thì mình nhìn thấy không phải là bưu tá, giống như là một cái người văn phòng á, dạng là sếp gì đó, dạng vậy đó. Xong mình kệ, mình cứ gọi mình gọi, thì cuối cùng mà cái cô đó ở Hà Nội á, con bưu điện nó cho mình số sai, không có liên quan gì bưu tá chứ. Không, mình phải gọi lên cho đó, gọi lại cái chỗ để mình mới ra, mình lên Google mình tra cái điện thoại cái chỗ bưu cục phát đó, mình lấy cái điện thoại mình gọi, mình nói là chị vừa ra ngoài đó xin cái số của bưu tá, mà sao về gọi nó ra cái số của cái cô nào ở Hà Nội á, kiểm tra làm gì hết. Thì cuối cùng nó cho lại số thì nó viết sai số vui đó. Xong bắt đầu tôi gọi lại cho cái số mới thì nó không nghe máy. Không, tôi canh một tiếng sau tôi gọi lại nó cũng không nghe máy. Buồn tình không, buồn như con chuồn chuồn chưa? Không có, tôi bực quá cốc hỏi nè, đi lên khai báo lại địa chỉ cho rõ ra, thì tôi ghi thêm chi tiết thêm một số những cái địa điểm mà gần khu vực của mình á, có cái địa điểm nào á, ghi số nhà trên đường ấp xã huyện mở ngoặc ra kèm một cái địa điểm nào mà gần chỗ mình người ta hay gọi á. Xong tôi mở ngoặc ra tôi ghi là làm ơn gọi cho tôi xin hậu tạ kèm số điện thoại. Sau đó tôi vô tôi ra lệnh gửi lại mã pin mới cho tôi, tại cái mã pin lần một á là do nhiều người hù quá, mình đem mình phải ghi theo cái địa chỉ của chứng minh nhân dân, thành thử ra cái chứng minh nhân dân thì nó không có đủ đầy đủ thông tin lắm, và mình cũng không thấy chỗ nào để mình ghi cái điện thoại á. Xong bây giờ mình ghi lại, mình mới mở ngoặc ở trong cái hàng thứ hai á, mình ghi thêm cái số điện thoại vô, và mình còn chua thêm một câu nữa, làm ơn gọi cho tôi xin hậu tạ, là biết gửi cái mail này đi là có tiền đó. Kỳ này mà không tới nữa thì chắc phải lấy địa chỉ công ty. Là địa chỉ công ty của ai á,
Tại vì thường thường bô tá nó nói nó ưu tiên giao giao thư cho công ty hơn là cá nhân. Thành ra bây giờ mình đang thử thêm lần nữa, không được lần sau phải lấy địa chỉ công ty. Cuối cùng hôm nay đi mấy tiếng hồ vẫn không có kết quả, không biết cái mã pin của mình nó đi đâu, về đâu. Để bữa nào nhờ một cái bạn ở nước ngoài gửi cho mình một cái lá thơ dễ thương thôi, xem nó về kiểu gì. Tại cái khu vực mình ở nó không có nằm trong trung tâm. Mình thử chắc cái thằng bưu tá đó nó cũng chắc cũng không có ai làm YouTube đâu. Khu của mình bưu tá chắc nó chưa bao giờ thấy. Hôm nay cái tài khoản nó được 60 đô rồi, 67 đô. Nếu mà không có nhận được mã pin á thì cũng đâu lấy được tiền đâu. Mà mã pin nó chỉ cho gửi có 2-3 lần à. Mình đã gửi lần thứ 2 rồi. Còn lần cuối cùng á, nghĩ lại cái ông hồi nãy mới mắc cười. Mình ăn rau muống mà mình còn dám trả tiền giữ xe, thấy không? Còn ổng nhìn sang trọng vậy đó mà có 3.000 không dám chi. Không dám chi cho cái ông giữ xe. Dắt xa xa ra cách đó khoảng đâu 5-7 mét á. Cuối cái gốc cây xong rồi đi vô. Tại vì ổng biết thừa cái thằng đó nó ngồi đó rồi, xe làm sao bắt được. Bận vậy mới ghê. Mình chỉ được miễn phí khi đi vô ủy ban thôi. Ủy ban, ngân hàng là mình được gửi xe miễn phí. Con đi bưu điện mà mất tiền á, cũng phải trả phí cho người ta chứ. Mấy người đó không có biết nhìn xa. Khi mà cái xe nó mất rồi á thì cái 3.000 nó có lấy lại được cái xe không? Xong rồi lúc đi tôi còn nói với anh giữ xe, đàn ông không có sang mà đàn bà đâu. Bây giờ chỉ có ngồi chờ, hy vọng trong 3 tuần tới xem mã pin nó có dễ không. Mà nhờ cái vụ này á, tôi mới phát hiện ra có một cái bưu điện mà tôi ở đây mấy chục năm tôi không biết. Bỏ ra muốn 10.000 luộc 3 dĩa. Ăn vậy đâu có mỡ đâu mà cần phải giảm cân. Nói về cái chuyện giảm cân mà cười lắm. Tuần đầu tôi uống tôi thấy nó giảm. Xong cái cuối tuần đầu tôi phải cúng ông địa hay là tôi ăn vô một con gà. Xong cái giữa tuần tôi thấy nó cũng giảm. Xong tới cuối tuần tôi thèm miệng, buồn miệng hay là tôi ăn cái giò heo. Tôi ăn cái giò heo bữa thứ 7. Xong cái tới bữa chủ nhật, cái thằng đệ nó mang gà qua cúng trả lễ, bởi vì nó mượn địa nhà mình nên nó dái. Giờ nó thành hiện thực, nó đem qua trả lễ. Thế là 2 ngày liên tiếp ăn đậm. Trong vòng 2 tuần ăn 2 con gà với 1 cái giò heo. Uổng không? Bây giờ nó về lại mức xuất phát ban đầu. Tôi vẫn nói mà, tôi là người rất khó giảm cân.
tôi mà giảm được thì ai cũng giảm được hết. Tại vì tôi hút không khí nó cũng mập rồi. Hai tuần nay không có ăn tinh bột, rau, củ, nấu canh ăn thôi. Đây là nước canh rau muống. Thời người xưa còn nghèo đói ăn canh này không à, bây giờ thành đặc sản. Mát mát chua chua. Quá đã luôn. Nó ngộ một cái nó chỉ có nước ngọt rau thôi, không có cái gì chân á. Thêm miếng chanh vô cho miếng bụng nêm vô. Bá chéo bá chéo. Quá đã. Để nguội ăn càng mát. Nó mát, nó chua chua. Buồn như con chuồn chuồn. Bây giờ á, ngồi giấy ông địa cầu cho mã pin nó về.